rằng ngày hôm nay đang dù biết có nhiều trông chơi, biết đâu tìm thấy một chút ánh sáng mong manh để ngày mai ta đi chinh phục ước mơ chưa qua, kề vai nhau cho ta vươn xa qua bão tố trong gai mắt chân vững đoạn đường dài ta miên mài một đời cùng anh em sóng pha ta chấp hết phong ba và vác đi với những đam mê chung một mái nhà vinh quang đang chờ ta ya 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 ta vinh quang đang chờ ta ya 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 yeah.
có một sản phẩm mì cay cay và một sản phẩm mì mơn nhu mơ và một sản phẩm mì kim chi ạ. Không biết là anh đã thử sản phẩm này chưa ạ? Anh đã dùng thử sản phẩm mì của bên em chưa ạ? Vâng, anh không biết là anh cảm thấy mì bên em như thế nào ạ? Nói chung là cũng được, vì mì cay ngon. Anh cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh có một buổi có thử không ạ? Vâng, kính thưa tất cả các anh chị, trong buổi chiều ngày hôm nay thì Acecook mang đến với gian hàng rất nhiều những phần quà vô cùng hấp dẫn. Và chúng tôi đang có chương trình dùng thử mẫu sản phẩm mì ly cay cay và mì ly mo đường hương vị chiêu cua ngay tại gian hàng.